đừng đưa từ bao lâu trôn giấu. Em có biết rằng chỉ hết số chỉ hết có con đầy người anh yêu ơi. Em sắp coi em lại đây, anh sẽ trao đôi môi kia bao yêu thương nhé. Để yên nhé và vòng tay sau lưng anh ôm chặt đi, thấy không còn tim anh đã rất cần em. Cứ mãi như vậy thì tình ta chắc sẽ phải và một thời gian sau em sẽ là vợ hai con. Dù anh luôn biết sẽ thật khó đến ngày mà anh buồn bờ thơ, nhưng ngày anh mong ngóng để gọi em là vợ yêu. Tình đôi ta sẽ mãi mãi được bền lâu. Từ nay giờ năm cũng chẳng biết ta yêu nhiều hơn hay xa rồi. Nhưng anh thấy không, vì lời tài đang có trao. Vợ yêu à, hôm nay em xin được chọn anh không không ở bên chúng ta tặng quà. Hôm nay sinh nhật vợ em ạ. Rất buồn vì không có người ở bên cạnh vợ. Thế thì có mà giết nhau à? Ngày người anh yêu ơi, ghé sát tôi em lại đây. Anh sẽ trao đến đôi môi khi bao yêu thương nhé. Để yên nhé và vòng tay sau lưng ôm chặt đi, thấy không còn tim anh đang rất cần em. Em ơi, cứ mãi như vậy thì tình ta sẽ chẳng phải và một thời gian sau chắc sẽ là cô thơ. Dù anh luôn biết sẽ rất khó đến ngày mà ta luôn người thân. Em là vợ yêu, mỗi đêm anh thì lên trời cao ngất nguyện cầu, mong rằng tình đôi ta sẽ mãi mãi được bền lâu. Từ nay giờ làm cũng chẳng biết ta yêu nhiều hơn hay buồn buồn. Như anh hay buồn buồn, hiện tại đang có